Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Nếu như anh em nào mà mới đến bên kênh hoặc là chưa đăng ký thì mọi người hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé, bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của Bang Bang. Thì trong những video trước mình đã có một cái video là chuỗi series video danh sách phát nói về cái game Titan Hunter, một tựa game mà gần đây chơi là khá ổn áp. Thì anh em nào mà chưa biết thì mọi người hãy xem cái danh sách phát rồi nhá, đã có khoảng 5 video trên danh sách phát này rồi. Thì tiếp tục chuỗi series video này, thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta có thể là mua gem, để chúng ta có thể là tối ưu số trận đánh được trên một ngày của từng tài khoản một nhá. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập vào game và chúng ta sẽ thấy được là cái màn hình, đúng không ạ? Thì đây chính là cái số gem, cái viên đá màu xanh ngọc này là số gem. Hiện tại là mình đã còn 231 viên, đúng không ạ? Thì ban đầu một tài khoản mới thì chúng ta sẽ được 1000 gem để chúng ta dùng để sử dụng rèn đá, rèn đồ, hoặc là chúng ta hồi sinh khi mà chúng ta bị chết trong từng trận đấu một. Thì chúng ta, mình khuyên mọi người là chỉ nên dùng hồi sinh thôi nhá, còn việc rèn đá là chúng ta chơi game và chúng ta sẽ nhặt được các loại đá. Ok, thì đầu tiên là về cái việc lợi ích của khi mà có gem này, đúng không ạ? Thì khi có gem thì anh em có thể là dùng để đi rèn các loại đồ, các loại đá quý hiếm để ra được các vật phẩm quý hiếm. Từ đó thì nhân vật chúng ta sẽ khỏe hơn. Cái thứ hai là khi có gem thì anh em có thể là hồi sinh khi mà chúng ta thiếu may mắn và chúng ta bị bắn boss mà chúng ta bị chết chẳng hạn, thì chúng ta sẽ hồi sinh và hồi sinh một lần trên một trận thì chúng ta chỉ mất 20 gem thôi. Nó rất là rẻ, đúng không? Cái lợi ích thứ ba của việc khi mà sở hữu gem ấy thì là chúng ta có thể tăng số trận chơi trên mỗi ngày. Thì bình thường là cứ khoảng 4 tiếng thì chúng ta mới đầy được năng lượng một lần, đúng không? Thì chúng ta mới vào chơi được. Còn khi có gem thì chúng ta mua năng lượng được luôn. Là chúng ta khoảng mất gần 100 năng lượng để chúng ta có thể là đủ full 25/25 năng lượng luôn và chúng ta chơi được luôn. Thì bình thường mỗi ngày chúng ta chơi được khoảng 20 đến 25 trận, đúng không? Thì khi có gem thì chúng ta có thể nâng số trận lên khoảng 50 70 trận được. Thì càng nhiều gem chúng ta chơi được càng nhiều trận. Đó là chúng ta dùng gem chúng ta mua trận đấu luôn. Ok. Thì đó là cái lợi ích của việc có gem. Thì ngoài ra nữa, có một phần nữa là hiện tại trên mạng, trên các mạng xã hội như Tele hoặc là Facebook group ấy, thì cũng có nhiều bên họ giao bán cái bán gem này với cái giá rẻ hơn của trên tay Titan Hunter. Thì một cái lời khuyên chân thành cho anh em là anh em cũng không nên mua những loại gem như thế nhá. Bởi vì thứ nhất là chúng ta không biết được họ có scam mình hay không, đúng không ạ? Họ bảo bán rẻ hơn nhưng mà chúng ta mua không biết là có được hay không. Cái thứ hai mà khi chúng ta mua những loại gem mà nó không chính thống như thế thì rất dễ là cái tài khoản của chúng ta sẽ bị bên Titan Hunter họ khóa, họ lock, bởi vì nó có những cái dấu hiệu của việc là cheat hack. Đó, thì mình sẽ không kiểm soát được phần đấy. Nên là anh em nên mua thì mua nên chính hãng luôn nhá, của trên Titan luôn, chứ không mua gem người ta bán rẻ. Ok. Thì để mua gem được thì chúng ta sẽ vào cái phần mà đây, anh em thấy không? Có cái shop đây, góc phải màn hình cái nút cài đặt, đúng không? Thì mình sẽ vào đây. Đó, thì đây sẽ có các loại giá như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ cộng được 200 gem với giá là khoảng 1,99 đô này. Khoảng 2 đô, đúng không ạ? 600 gem là 4,99 đô, tức là 5 đô. 1400 gem là 9,99 đô, tức là 10 đô. Và 3000 gem là 19,99 đô. Thì tương tự, thì đắt nhất, gói đắt nhất là 20.000 gem là khoảng 100 đô, tức là hơn 2 triệu, đúng không? Ngoài ra chúng ta có thể mua được vàng nữa. Thì vàng thì kiếm rất là dễ thôi, chúng ta chỉ quan tâm đến gem thôi. Gem là chúng ta không kiếm được, bắt buộc phải mua nhá. Ok, thì đây giả sử mình muốn là mua 3.000 gem với cái giá là khoảng 19,99 đô, đúng không? Thì cần chuẩn bị những gì để chúng ta có thể mua được gem này? Thì chúng ta, một là chúng ta sẽ dùng các cái loại thanh toán của quốc tế như kiểu thẻ Visa này hoặc là Mastercard. Thứ hai là chúng ta có thể dùng Momo nhé. Hiện tại họ cũng đã tích hợp cái ví Momo rồi, rất đơn giản thôi. Thì giả sử mình mua là mình sẽ ấn vào cái phần là 3.000 gem này thì mình sẽ mua nhé. Đó, thì họ sẽ thông báo là sẽ mất là khoảng 19,99 đô, đúng không? Khoảng 449.000. Thì mình sẽ ấn vào hai nút, cái đến hai lần mình thanh toán, tức là cái nút nguồn của cái smartphone của mình, iPhone này. Mình ấn hai lần này. Ok, và mình sẽ phải cần Face ID. Đó, sau khi mà thanh toán xong thì mình sẽ cần để thanh toán. Ok. Đây thì mình sẽ đến giao dịch này. Ok, mình đã mua được rồi. Thì ở đây á là bắt buộc mọi người phải, đây là mình đã từng mua rồi nhá, nên họ sẽ cho mua thanh toán luôn, là mình sẽ mua bằng thẻ Visa. Thẻ Visa của mình thì mình sẽ nhập. Thì nếu anh em là muốn mua thẻ Visa, đúng không? Trường đầu tiên thì mọi người chỉ cần nhập cái số thẻ Visa của mình thôi. Và cái ngày
ngày tháng hết hạn của thẻ này. Cái thứ ba là ba cái số bảo mật đằng sau cái thẻ của chúng ta, đúng không? Ok, thì sau đó là chúng ta sẽ mua được. Cách thứ hai là chúng ta dùng ví Momo, thì chúng ta chuyển tiền vào ví Momo của chúng ta này, sau đó chúng ta sẽ chọn phương thanh toán là ví Momo, thì cũng rất đơn giản thôi. Sau khi mà thanh toán chuyển tiền xong thì chúng ta sẽ mua được 3.000 gem. Thì đây mình đã mua được 3.000 gem rồi, thì mình sẽ chơi dần. Ok, nó rất đơn giản thôi anh em. Ok anh em, vậy là trong video này là mình đã chia sẻ mọi người cái cách cũng như lợi ích của việc chúng ta mua gem. Thì cái lợi ích này có thể là dùng cho cá nhân hoặc dùng cho gui chẳng hạn. Các cái gui mà muốn, còn gui thì có rất nhiều cái tài khoản đúng không, thì họ muốn tối ưu cái số trận đánh trên một ngày thì chúng ta có thể là mua gem được. Bình thường chúng ta chỉ có thể là chơi được khoảng 20-22 trận đúng không, hoặc 25-26 trận thôi khi mà chúng ta không có gem. Mà khi chúng ta có gem thì chúng ta mua được trận đấu thì chúng ta có thể chơi được rất là nhiều, tối đa luôn. Không, bình thường chỉ cần 4 tiếng là chúng ta mới bắt đầu đầy năng lượng để chúng ta chơi. Còn mua gem này chúng ta sẽ đầy năng lượng luôn, chúng ta thích chơi nào chơi, chơi được rất là nhiều trận trên một ngày luôn. Ok anh em, thì nếu anh em nào mà chưa hiểu hoặc thắc mắc phần nào thì mọi người cứ comment dưới video nhá, mình có thể giải đáp cho mọi người. Rất là cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ Bang Bang Gaming. Thì nhớ cho Bang Bang Gaming một like này, một đăng ký và bật chuông thông báo lên. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.